Chúc mừng bọn đã trúng xe. Ơi, kính thưa tất cả quý khách, thì đây là chùa Trúc Sương, là một cái nông dân may mắn ở tại phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, đã vui bao phân bón mặt trời mới và trúng được cái giải thưởng là một chiếc xe máy quay Alpha. Thì hôm nay là công ty đã cùng với hợp tác xã nông nghiệp Phú Vinh để đến để trao cái xe này cho chú. Thì tiếp theo thì xin mời chỗ anh Thạch là trưởng phòng kinh doanh phân bón mặt trời mới sẽ đến trao chìa khóa cho chú. Xin mời anh Thạch. Chúc mừng chú. Xin mời anh Vui, chỗ giám đốc hợp tác xã Phú Vinh sẽ trao cái hoa cho chị, chỗ gái của chú, gái chú không? À, đây là cháu nội hả? Cháu ngoại. Rồi, ok. Thì đây là cái một trong những giải thưởng của chương trình mở bao ngay quà liền tay mùa thứ hai của phân bón mặt trời mới, đã đồng hành cùng bà con nông dân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong năm thứ hai. Thì ngoài giải thưởng là các giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, thì có năm giải nhất là năm chiếc xe quay Alpha như thế này. Và một giải đặc biệt là một chiếc xe iBlack. Thì hiện tại thì cũng đã có một số bà con ở các tỉnh Duyên hải miền Trung, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam trúng ba chiếc xe rồi, còn lại hai chiếc xe quay Alpha và một chiếc xe iBlack chưa có bà con nông dân nào công bố, thì cũng là đang chờ ở trong những cái bao phân tiếp theo. Thì một số bà con là có cái chữ là chúc bạn may mắn lần sau đó, thì mình chờ cái bao sau là để được những cái phần quà nó tuyệt vời hơn. Hả? Bà con ăn Tết vui vẻ. Rồi, cũng nhân dịp năm mới, cũng thay mặt công ty xin chúc bà con một năm mới tràn đầy sức khỏe, làm ăn thì càng ngày càng tiến tới, được những mùa màng bội thu. Cảm ơn bà con. Cảm ơn. Anh Vui cảm ơn bà con đã ủng hộ hợp tác xã. Thì nói chung là trước hết là cảm ơn người nông dân đã tin tưởng về loại phân này của một một là sản phẩm của mặt trời mới, là được tin cậy. Thứ nhất là tin cậy vào của công ty là mình sản xuất ra hàng, còn người nông dân đã tin cậy rất là lớn, cho nên tiêu thụ được sản phẩm này để hợp tác xã nông nghiệp của Vinh làm ăn được hay không ngày một đi lên cũng là nhờ nông dân. Trước hết là cảm ơn chủ công ty đã đến đây trao cái giải thưởng cho nông dân của phường Phú Vinh trúng cái giải thưởng giải nhất này, cái xe quen pha. Thì thay mặt đơn vị hợp tác xã thì kính chúc của đoàn và công ty trong bước sang một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt và nhiều người nông dân tin cậy, và chúc cho nông dân của phường Phú Vinh sẽ còn mấy chiếc xe nữa sẽ tiếp tục trúng nữa để cho đoàn về trao thưởng. Rồi, giơ tay. Ủa, cháu có hiểu bây giờ mà chú nhờ rồi chú để cái xe rồi con nó nổ vậy ra chú đúng rồi, chú rồi chú tới đìa xe thử coi nổ không. Tôi sợ bây giờ mình tác nghiệp mới lấy kia có còi nữa kêu chú để anh thử thử coi em tính cái còi nữa coi vô không đèn sáng chứ. Wow, xin chào cả nhà. Đây là chú Sương ở phường Phú Vinh, thị xã Đức Phổ. Chú Sương là người có cái số đỏ, nói chung là đỏ nhất thị xã Quảng Ngãi luôn. Rồi, chú Sương, chú chia sẻ lại thử là cái may mắn này là từ đâu chú? Mua phân bón mặt trời mới của công ty. Dạ. Hồi giờ là chú có được may mắn như này chưa? Chưa, là đây là lần đầu á. Lần đầu. Cháu nghe anh em chia sẻ là năm nay thì nhà mình nó cũng gặp nhiều bất trắc rồi, nhưng mà tự nhiên là có may mắn. Chú có thể chia sẻ lại câu chuyện đó. Bây giờ mà nó cái phòng đó. Dạ, thì nói ví dụ như con cái gì đó nó cũng có gặp cái chuyện gì đó, nhưng mà tự nhiên là nguyện trong lòng quá mà được nó mang điều may mắn của mình, đúng là ông trời ông cũng thương cũng bù trừ quá mà phải không chú? Chú Sương là chú dùng phân bón mặt trời mới là bôi mấy năm rồi? Từ bắt đầu hợp tác xã mà có bón phân mặt trời mới ở đây thì tôi dùng biết từ tới bây giờ.
Wow, dạ. Tháng năm nay nè. Dạ, và tôi thấy bốn phần mặt trời mới thì có triển vọng gì không? Tôi thấy bốn phần mặt trời mới là có đạt kết quả. Dạ. Dùng của nó là lúa nó ít có sâu bệnh. Dạ. Đạt kết quả hơn có cái loại phân kia. Dạ rồi, bây giờ chú cháu mình xem thử cái xe này. Ui trời, mới mẻ quá, đỡ quá chứ vậy rồi chú. Là bữa đó là ai mua phân cho mình mà tự nhiên trúng chiếc xe vậy chú Thương? Tôi tự lên mua thôi. Dạ. Tự lên mua. Cái rồi mở cái bao ra rồi ai mở? Tôi cũng mở luôn. Mở luôn. Mở để lấy phân đi bón ruộng á. Dạ, cái cảm giác lúc đó là đi xin lỗi chú Sương. Lúc đó là mở ra thì thấy có phiếu, nhưng mà bởi vì có nhiều cái lần là cứ kêu là gặp may mắn biết á. Lần sau dạ. Là may mắn lần sau đó. Dạ. Rồi cái tu lại bỏ. Dạ. Bỏ cái tối ngủ rồi cái sau nó đi ngủ biết. Cái tôi mới nghĩ trở lại, cái tôi đi kiếm. Quá hay luôn. Kiếm vô rồi cái tôi mới ngầu tôi cậu thử. Dạ. Cậu thử rồi thấy chúc mừng bọn đã trúng xe. Rồi, cái lúc đó là chú chia sẻ thông tin đó cho em đầu tiên. Rồi, chú cha. Là sang đầu đó là tôi đem lên chỗ anh Vui đây liền. Thử xã liền. Em thử xã liền, báo tiên liền. Rồi, chú sửa soạn chú xem để chiếc xe thì của mình đến năm Tết, năm nay là có xe đi chơi Tết. Rồi. Xe năm nay là có được chiếc xe máy để đi chơi Tết. Dạ, rồi. Trong người rất là vui sướng. Rồi vui sướng, dạ dạ. Con là cháu hả? Ông ngoại hả? Cháu ngoại. Đây là chị con gái. Con gái hả? Rồi. Để kiểm tra xe đi cô. Dạ. Đây là chương trình mở bao ngay quà liền tay của phân bón vật trời mới. Đây. 5 chiếc xe giải nhất, rồi một chiếc xe giải đặc biệt là bà con mình dùng phân bón vật trời mới là coi như nông dân may mắn là phụ huynh chọc cái rồi em về trước rồi lắng nữa rồi. Rồi chú cha rồi dắt ra rồi chuẩn bị mình trao luôn ha. Trao chỗ nào anh Phúc? Mình trao phía trước đây. Đi đây hả? Để mình dắt trước đó, mình dắt ra cho anh mình lên cái phong nữa. Lên cái phong nói chung là rất hiếm những nông dân mà có cái niềm vui như thế này. Trời, giải nhất tuyệt vời luôn. Năm nay là Tết là vui nhất từ trước giờ luôn. Rồi từ trước giờ. Ok rồi, cảm ơn con. Mời chú lại đây con lấy hình cho thằng em. Rồi cảm ơn bà con. Đây là nông dân là may mắn nhất thị xã Đức Phổ, phường Phú Vinh đó. Năm mới tới rồi mà mua phân bón mặt trời mới trúng ngay cái giải nhất luôn đó, một chiếc xe của anh Pha. Rồi bây giờ chú dắt nó đi. Dạ, thử xem thử. Rồi mua phân bón mặt trời mới là trúng ngay chiếc xe chú Sương ở phường Phú Vinh thị xã Đức Phổ. May mắn nhất Quảng Ngãi trong nước. Rồi cưỡi một vòng nữa, cưỡi vòng là về. Đó thôi anh, chú ở trên đi đồ bảo hiểm ra nhớ. Bảo hiểm lấy cái mũ bảo hiểm đội cho nó bài với mình, không đủ luật giao thông mà không đủ luật giao thông đi miết quen rồi. Rồi